Hello tất cả mọi người đã quay lại với cái video mới của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái giá xe một số cái dòng 150 của Suzuki trong tháng 6 2021 để anh em có thể tạo một chiếc xe đi du lịch. Mùa hè đang đến rồi anh em ạ. Đấy, những chuyến đi biển mà ô mình thì cảm giác nó thật là phê. Đây là em Suzuki Bandit 150cc nhá. Đó thì đối với Bandit thì hiện tại đang có giá bán tại Suzuki Bộ Anh Thái Nguyên là 65 triệu nhá anh em nha. Đây là xám xi này. Đó. Còn bên cạnh màu đỏ, đỏ đen. 65 triệu một em. Giá đã quá rẻ rồi anh em. Thời điểm nó mới ra thì chắc là phải gần 70. Phiên bản S. Đấy, bên đây là GSX phiên bản L. Đỏ đen luôn. Hai chiếc cạnh nhau. Giá đề xuất 75.900.000. Giá bán thực tế 72 triệu. Xe thì có bán trả góp nhá anh em nhé. Đó, đây là xe nhập khẩu. Bọc dán nylon thì cực là kỹ rồi. Cho nên là cái chuyện xước sát sẽ không bao giờ có. Anh em cứ yên tâm. Thời điểm dịch thì là cửa hàng có hỗ trợ chuyển xe nhá, anh em chỉ cần chồng tiền thôi là xe đến ship đến tận giường luôn. Xe bán trả góp, anh em chỉ cần có khoảng vài triệu thôi là có thể lấy xe về vi vu thoải mái luôn. Yên 2 tầng. Bình xăng mười mấy lít. Mình chẳng nhớ chính xác đâu. Nhưng mà một bình xăng này anh em có thể đi được cả 400-500 cây số. Những cái dòng xe ôm bình thì cái đặc điểm của nó đó là chứa được rất nhiều xăng. Đấy, anh em mua xe thì có thể lấy số điện thoại ở dưới phần mô tả video nhé. Và một số cái thông tin chi tiết về những chiếc xe ấy thì mình sẽ để lại ở dưới mô tả để anh em có thời gian ngồi nghiên cứu nó kỹ hơn. Còn mình quay xe này thì nó không có nhiều thời gian. Rồi phiên bản S. Em này bằng giá Bandit 65 triệu nha. Giá xe trên là chưa có tiền đăng ký. Có rất nhiều anh em hỏi là tiền đăng ký bao nhiêu thì tiền đăng ký thì thành phố và huyện nó khác nhau. Thành phố thì là 5% còn huyện thì khoảng 2%. Nói anh em nhân với giá xe là ok luôn. Đấy. Giá đề xuất 68 triệu. Giá bán 65 triệu nha anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình nhé. Chúc anh em chọn được một chiếc xe mà cảm thấy ưng ý nhất.